Đời tư của biên tập viên Tuấn Dương, nam MC nén khóc trên sóng trực tiếp về bão lũ miền Trung. Về biên tập viên Tuấn Dương, anh sinh năm 1982. Anh từng được biết đến với vai trò biên tập viên đảm nhận nhiều chương trình thời sự, chính luận trên kênh VTC1. Đầu năm 2014, anh chính thức chuyển về công tác tại phòng xã hội, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, anh gây ấn tượng với khán giả với lối dẫn dí dỏm, gần gũi trong các chương trình như Chào buổi sáng và Cuộc sống thường ngày. Hiện tại, biên tập viên Tuấn Dương đang được chú ý là gương mặt mới trong chương trình thời sự 19 giờ. Từng có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình chính luận, anh ngay lập tức thể hiện bản lĩnh và cuốn hút khán giả với phong cách linh hoạt, thông minh của bản thân mình. Chính vì vậy, tuy mới đảm nhận vai trò MC trong bản tin thời sự 19 giờ, biên tập viên Tuấn Dương đã được kỳ vọng là gương mặt kế nhiệm của biên tập viên Quang Minh trong thời gian tới. Thành công trong sự nghiệp với một loạt bản tin thời sự trên VTV, nhưng biên tập viên Tuấn Dương nhận mình là ông bố chưa tròn trách nhiệm. Biên tập viên Tuấn Dương nói, "Tôi thành thật thú nhận là cũng chưa làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người bố lắm. Tôi dành quá nhiều thời gian cho công việc nên thời gian cho hai con rất ít. Bận rộn với công việc nhưng may mắn là biên tập viên Tuấn Dương lại được vợ hiểu và thông cảm. Anh nói, vợ tôi cũng là dân truyền hình nên thông cảm với tôi. Tôi gặp vợ hồi cô ấy thực tập ở VTC, giờ cô ấy chuyển sang đài khác rồi. Nói thật, tôi ngại trả lời báo chí. Đây là lần hiếm hoi tôi nói về gia đình, về vợ và hai con gái. Cô ấy hiểu công việc và chia sẻ với tôi rất nhiều, chúng tôi cũng sắp xếp thời gian đi chơi chung với nhau nhưng phải lên kế hoạch từ cách đó vài tháng. Nhưng cũng có thời gian, chỉ mình tôi đưa con đi chơi vì vợ không sắp xếp được thời gian. Về cơ bản, gia đình chúng tôi tôn trọng và chia sẻ công việc của nhau." Trên sóng truyền hình nghiêm túc với bản tin, nhưng ngoài đời biên tập viên Tuấn Dương lại có phong cách cực kỳ thoải mái. Anh tiết lộ, "Tôi ra đường gần như mọi người không nhận ra. Nhiều người gặp không tin vì khác quá, đầu tóc không vuốt, không chải, quần áo bụi phủi, thoải mái. Tôi không chỉn chu lắm, cũng đi nhậu cùng bạn bè, đàn ca sáo nhị vui vẻ. Ngoài đời tôi là người quảng giao. Mọi người cứ nghĩ có chút danh tiếng là tỏ ra kênh kiệu này nọ. Tôi thì không, vui vẻ hòa đồng với hết thảy mọi người. Hiện tại, anh đảm nhận vai trò người dẫn chính của bản tin thời sự 19 giờ, bản tin Việt Nam Hôm Nay và một chương trình khác tên 90 phút phát sóng vào sáng Chủ nhật." Tại giải VTV Award 2021, anh tiếp tục lọt vào danh sách đề cử MC của năm lần thứ 3 sau 2 lần vào năm 2019 và 2020. Cũng như rất nhiều biên tập viên truyền hình khác, Tuấn Dương khá kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, anh lập gia đình vào năm 28 tuổi. Bà xã anh cũng làm trong lĩnh vực truyền hình, hai người gặp nhau khi cô vào đài VTC thực tập. Vì làm cùng ngành với nhau nên vợ chồng biên tập viên Tuấn Dương rất dễ chia sẻ và đồng cảm với nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc. Anh từng thừa nhận, cuộc sống của một biên tập viên truyền hình khá bận bịu, thường xuyên phải đi sớm về muộn nên có rất ít thời gian dành cho gia đình. Cả năm anh chỉ đưa con đi học được vài lần, các con của anh cũng đã quen với việc bố thường xuyên vắng nhà. Biên tập viên của VTV nghẹn ngào không nói thành lời trên sóng trực tiếp trong chương trình về mưa lũ miền Trung. Bù lại, mỗi lần được ở bên gia đình, biên tập viên Tuấn Dương lại dành hết thời gian đó cho vợ con. Anh bảo cứ về đến nhà là sẽ hạn chế dùng điện thoại để có thời gian tâm sự với vợ và chơi với hai con. Chúng tôi cũng sắp xếp thời gian đi chơi chung với nhau nhưng phải lên kế hoạch từ cách đó vài tháng. Nhưng cũng có thời gian chỉ mình tôi đưa con đi chơi vì vợ không sắp xếp được thời gian. Về cơ bản, gia đình chúng tôi tôn trọng và chia sẻ công việc của nhau, anh chia sẻ với Vietnamnet. Vô cùng đĩnh đạc mỗi lần dẫn trên sóng truyền hình, thế nhưng ngoài đời biên tập viên Tuấn Dương lại khác hẳn. Nam biên tập viên sinh năm 1982 bảo, nhiều khi ra đường không ai nhận ra anh vì toàn mặc quần jean, áo phông để tóc tai tự nhiên rất thoải mái. Trong một lần tự bộc bạch về bản thân trên Dân Trí, biên tập viên Tuấn Dương kể, ngoài đời tôi cũng bình thường như bao người khác thôi, không có gì đặc biệt. Thậm chí mỗi khi vui vẻ tôi sẵn sàng cùng bạn bè nhậu tới bến và cũng có lúc say bí tỉ. Tôi là người thích sự quảng giao và thích trò chuyện vui vẻ, vì thế tôi có khá nhiều bạn bè. Tôi cũng thích đàn ca sáo nhị, đặc biệt là ca hát. Tôi từng đoạt giải nhất giọng hát hay của Ban Thời sự và của Đài Truyền hình Việt Nam đấy nhá, không phải chuyện vừa đâu. Mọi người cứ nghĩ tôi là gương mặt dẫn truyền hình được nhiều người biết đến,
nên ở ngoài sẽ có chút gì đó kênh kiệu, nhưng tôi sống rất hòa đồng, gần gũi và thoải mái với tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng xã hội giao cho mỗi người một công việc khác nhau. Điều đó không có nghĩa là mình hơn người ta. Tôi quen những người bình thường và tôn trọng họ như bạn bè mình, chứ không hề có sự phân biệt. Không chỉ dẫn hay, biên tập viên Tuấn Dương còn hát hay. Anh từng đoạt giải nhất giọng hát hay của đài và của ban. Ngày 25 tháng 10 năm 2020, phóng sự Mưa lũ lịch sử miền Trung phát sóng trực tiếp trên VTV1, cung cấp cho khán giả một cái nhìn tổng quan về hành trình vượt lũ của miền Trung trong 2 tuần vừa qua. Trong chương trình, MC, biên tập viên Tuấn Dương không thể giấu được sự xúc động mà lặng đi hơn 30 giây trên sóng truyền hình. Cụ thể, mưa lũ lịch sử miền Trung có thời lượng 80 phút, gồm 3 đầu cầu tại Hà Nội, Huế và Quảng Bình. Biên tập viên Tuấn Dương và Tùng Thư đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình. Sau khi xem 60 phút của phóng sự mưa lũ miền Trung, biên tập viên Tuấn Dương đã nén khóc, anh đột ngột lặng đi, cúi mặt và cố giữ nước mắt không rơi trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuấn Dương mất hơn 30 giây để bình ổn cảm xúc. Sau 15 giây đầu tiên, nam biên tập viên vẫn cúi mặt và nói xin lỗi quý vị, để lộ chất giọng vẫn còn run. Anh nhiều lần đưa tay lên dụi mắt và chỉnh kính. Khoảng lặng trên sóng truyền hình khiến nhiều khán giả thêm phần xúc động và đồng cảm với cảm xúc của Tuấn Dương. Khoảnh khắc xúc động của biên tập viên Tuấn Dương đã khiến mạng xã hội liên tục chia sẻ. Nhiều người đồng cảm xúc với nam biên tập viên nhà đài. Cuộc sống người dân vùng lũ miền Trung trong những ngày qua đã khiến cả nước đau đáu thương vẻ. Biên tập viên Tuấn Dương dù nói xin lỗi quý vị khi dẫn Trúc Trắc trong bản tin phát sóng trực tiếp nhưng khán giả vẫn trân trọng anh. Tuấn Dương hiện là một biên tập viên nổi tiếng và cứng nghề trong mảng thời sự của đài truyền hình VTV.